Sự hàm chứa, ý vị, ẩn chìm đã trở thành nét đặc trưng của điệu hát sẩm. Chính vì nét độc đáo này mà hát sẩm đã được phát triển sáng tạo trong nhiều loại hình dân ca khác như ca trù, hát chống quân và đặc biệt là trong nghệ thuật chèo chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ở khu vực dân gian thì hát sẩm lại đang có nguy cơ bị thất truyền. Chúng tôi thấm thía điều này qua cuộc gặp gỡ với nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu, nay đã 86 tuổi. Đấy, cậu tươi đấy. Mỗi con là 100. Này, thôi bán. Ở đây thuông cây. Đấy. Uầy, dạ. hôm đó trên vô tuyến nó có phát cái chương trình về hát sẩm của cô xem không? Đâu ở nhà có tivi đâu mà. Chỉ có cô này, cô có sang hàng xóm cô xem, nhà có tivi. Cô đi hát như thế từ bao giờ? Cô hát từ năm bao tuổi cô? Lên 10. Cụ theo ai mà đi hát ạ? Bố mẹ cũng đi hát. À, bố mẹ cũng đi hát ạ? Bà già tôi cũng kéo nhịn từ. Nè. Đó là cô có chuyện cho con cháu đi. Tiền mà các cô đi lấy chồng cả, còn đâu. Chỉ có không kéo được nhịn. Không kéo được. Cái nghề hát sẩm như thế sướng không bà? Vất vả nó cần mọi nơi mọi chỗ vào mấy ra Thái Nguyên Bắc Cạn rồi lại vào Thanh Hóa rồi là vào trong Nghệ An trong Vinh cỡ nào có tiền đâu đi. Những cái bài hát sẩm của bà từ ngày xưa thì là thường là những cái bài như nào ạ? À cũng thập ân. Thập ân. Thập ân nhất. Thập ân huyết tình. Ba bậc. Cái cụ cũng tôi thì gọi dễ mà gọi vào gọi cái cụ thì các cô dễ nghe gọi hát là phú sử hát là sử bài ở Ninh Bình bây giờ thì còn những ai hát không nữa. Không còn ai còn mỗi mình bà thôi. Còn có đúc này kia còn có mỗi mình thế bà không vậy khi người vậy mà người ta không nghe hát được thì ra chúng tôi thực sự xúc động khi nhìn bà lặng lẽ lên lại dây đàn chuẩn bị giải bày tâm hồn mình. Niềm đam mê của người nghệ nhân khiến chúng tôi day dứt về tương lai của điệu hát sẩm vốn rất tự nhiên, chân thực, trong sáng, mặn nồng, giàu tính dân tộc và tính nhân loại này. Bà bảo những huân chương, huy chương, bằng khen và tình cảm của khán giả trong và ngoài nước tặng bà đâu phải chỉ để dành cho riêng bà, mà chính là dành cho cả nét độc đáo của điệu hát sẩm Việt Nam. Mắt bây giờ nó lầm ca, lầm hai dây mà mở. Ngày mấy trước thời có anh tương ý chi người thời thật xấu để hát thời thật hay Mỹ lương đời vốn ở lầu đây con quan thừa tướng ngày dày của cấm ý cung tương mấy chi đời có chiếc thuyền rồng chèo đò ngang dọc suốt đêm đông anh gái giàu đêm đông trường anh hát một câu gió đưa phảng phất để tới lầu Mỹ Lương họ mấy nghe tài tiếng hát lại thương hạ trông thấy mặt nước anh chàng em lại chê tuồng mấy chi tài mấy giỏ ra về cắm xào
đại nước anh hát thề một câu. Kiếp mấy này đã rõ ràng nhau miệng xin, kiếp khác để lấy nhau cho thành. Mỹ mây luôn đại từ lửa thất tình kém nhan, sắc trước đã kém hình thì hơn xưa. Kém giấc ngủ thôi chứ kém bữa cơm trưa, chứ ông bà thừa tướng để vẫn lo đêm ngày. Đèn mây tiền ngoài đi bói, ông thầy chứ ông thầy gieo quẻ cái bệnh này sao được coi. Bệnh mây sao đại có bệnh lạ đời tương tư, ác thần đã có người nào đây. Muôn mây cho đời chống khỏi bệnh này thời ra ngoài bến để gọi ngay anh lái đò.